rượu tuồng những vài diễn để đời Màu của gì anh. hèn dĩ trang bình yên mong như say cắp gia luyên. Chỉ có phong hòn muốn thâu vắt kịt nâu mà chẳng im gương. Trời trời phu chất yên huyên hồi mong dĩ hoàng tích thiên đuyên. Kỳ hơi phong dư ngõ giả kinh quang ngàn lập đầu mộc chiến. Nhất sinh chi trong sợi mút thông phú tắc sát xíu bất miên. Hòn thâu xa y thai mùi trong phong dư phê sân ta ngò miên. Sân chi phô công sang chân dư sĩ hình phong tích ca miên. Nào y phong sang liều cắt phong bầu phát mê linh lưu. Xâm đầy chi trông chi phân truyền, tắc sắc chai ít xin. Hay kinh giảm kích tích thiêu chiến, quang phai phát quyền lưu. Yêu nhìn sang ngày tông thiên màu chân lãng ngàn ca trời liêm. Chính chỉ phong dư mùi mùi cõi biên yên sắc chân thái yên. Màu cầu nhất sang quang phai hoài mong tàu chi bất hồi đuyên. Kiên quan phong dư kiên quan cõi biên chân sĩ chọc chi yên. Màu yên hình ý chàng biên yên mong dư sai cấp gia luyên. Chỉ có phong hòn muốn thâu vắt kịt nâu mà chẳng im gương. Trời trời phu chất yên huyên hồi mong dĩ hoàng tích thiên đuyên. Kỳ hơi phong dư ngõ giả kinh quang ngàn lập đầu mộc chiến. Nhất sinh chi trong sợi mút thông phú tắc sát xíu bất miên. Hòn thâu xa y thai mùi trong phong dư phê sân ta ngò miên. Sân chi phô công sang chân dư sĩ hình phong tích ca miên. Nào y phong sang liều cắt phong bầu phát mê linh lưu. Xâm đầy chi trông chi phân truyền, tắc sắc chai ít xin. Hay kinh giảm kích tích thiêu chiến, quang phai phát quyền lưu. Yêu nhìn sang ngày tông thiên màu chân lãng ngàn ca trời liêm. Chính chỉ phong dư mùi mùi cõi biên yên sắc chân thái yên. Màu cầu nhất sang quang phai hoài mong tàu chi bất hồi đuyên. Kiên quan风雨见惯改变尽是作自然。无言轻倚窗边凝望雨势急也乱。此个风寒满途屈结怒骂着厌倦。徐徐呼出烟圈回望以往的片段。几许风雨我也经过屹立到目前。Lê Diệu Tường vai Châu Bá Thông. Nhắc đến anh hùng xạ điêu năm 1994, không thể bỏ qua vai diễn Châu Bá Thông ấn tượng của Lê Diệu Tường. Lão ngoan đồng, tinh nghịch, hồn nhiên được hiện lên chân thật nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, thuyết phục của nam diễn viên. Sự nghiệp của Lê Diệu Tường sau đó cũng khởi sắc. Phải mất đến hơn 10 năm sau, anh mới thật sự tỏa sáng, chính thức ra nhập hàng ngũ sao hạng A của làng giải trí Hồng Kông với cột mốc là giải thưởng ảnh đế danh giá của giải thưởng truyền hình TVB năm 2012. Năm 1996, anh được đảm nhiệm vai Chư Bát Giới trong bộ phim truyền hình Tây Du Kỳ của đài TVB. Vai diễn đã mang đến thành công ngoài mong đợi của anh. 2000-2001, anh rời bỏ TVB và ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của TVB là đài truyền hình ATV vì cảm thấy không có cơ hội phát triển. 2002, đánh dấu cột mốc Lê Diệu Tường trở lại màn ảnh nhỏ TVB. 2008, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc trong vai Đới Tòng Văn Đới Tòng Võ trong phim Mưu Dũng Kỳ Phùng 2. 2009, với vai xài cửu trong phim Xứng Danh Tài Nữ, anh trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử TVB nhận 3 giải thưởng trong một đêm, trong đó có giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Thì Đế. 2010, anh là người thứ hai, sau La Ra Lương nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp, 2009-2010 trong vai Lưu Tĩnh, trong phim Xứng Danh Tài Nữ 2 hay còn gọi là Nghĩa Hải Hào Tình.
2012, anh tiếp tục là người thứ hai sau La Gia Lương trong lịch sử TVB được nhận 3 giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Lý Liên Anh trong bộ phim Khánh Đài Đại Thái Giám. Lê Diệu Tường từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người vợ đầu tiên, cũng chính là người bạn gắn bó với anh từ thời trung học. Công việc diễn viên dày đây, mai đó không gần gũi gia đình khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Thêm nữa, Lê Diệu Tường thời gian đóng phim lại phải lòng một nhân viên hậu cần. Không thể lừa mình dối người, anh quyết định thú thật với mẹ và vợ. Cặp đôi ly hôn trước khi nam diễn viên tái hôn với Lương Diệu Liên. Đối với cuộc hôn nhân thứ hai, Lê Diệu Tường rút kinh nghiệm. Anh chỉ tập trung đóng phim ở Hồng Kông, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc tổ ấm, để không xảy ra đổ vỡ đáng tiếc lần nữa.